Cá coi đang bơi trong hồ, tự nhiên có biểu hiện là liệng người. Đây, những hồ cá coi nhận khách đến mình đây. Hoặc là cạ mình xuống lòng thành hồ. Thì đó là biểu hiện của cá coi hồ của em đang có ký sinh trùng tấn công. Đây, như mẫu hồ cá coi của nhà chú khách ở bên mình là hồ chú Phong ở tại Biên Hòa, Đồng Nai. Thì hồ của chú hiện tại đang thả trên 300 em cá coi F1, cho mỗi hồ cá coi khoảng 40 khối. Thì đợt này là cá trong hồ đang bị rậm nước tấn công nha anh em có thể thấy xem là đã có rất nhiều em cá coi trong hồ ra đây rồi, tầm khoảng cỡ vài chục em đã ra đây rồi, và chú có liên hệ với mình để nhờ mình tư vấn cái phương án khắc phục. Thì ở đây mình có tư vấn cho chú á, là sử dụng cái dòng Ichi này của mình để đánh vào hồ với tỷ lệ là từ 7 cho tới 10 ml cho một khối nước. Em lưu ý là anh em nên dùng cái ống xi lanh, ở ống này đây anh em bơm ra, anh em đo cái tỷ lệ cho nó chuẩn, tránh trường hợp là đánh quá liều làm nguy hiểm đến cá coi trong hồ. Sau khi đánh vào trong hồ thì anh em bật máy bơm mạnh nè, bật sủi oxy mạnh nè, đồng thời là anh em lấy miệng lưới đậy lại toàn miệng hồ. Và đặc biệt lưu ý luôn là trong trường hợp mà trị bệnh này thì anh em không nên cho cá coi ăn, theo dõi tầm khoảng 2 ngày sau anh em cho bắt thí điểm khoảng 3 đến 4 coi, xem thử cái mật độ rậm nước nó bị tiêu diệt hết chưa. Nếu nó vẫn còn thì anh em phải đánh thêm cho mình 1 đến 2 liều nữa. Cái quá trình này có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày nha, để cho nó triệt tiêu hết cả rận và trứng rận núp ở trong các vật liệu lồng hồ cá coi của anh em. Và đây là hồ của chú Phong sau quá trình mà hai chú cháu mình đồng hành cùng trị rận nước cho cá coi trong hồ. Đến nay cá đã khỏe và sạch rận nước trong hồ, anh em có thể tham khảo qua anh em nha.